Bây giờ là 11 giờ tối rồi. Anh em vào việc thôi. À, tất nhiên là không phải như các bạn nghĩ đâu nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Tối nay xem gì. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Pop Pro. Chào cả trẻ em luôn. Buổi tối gần nửa đêm rồi, tôi không thể nào chào các bạn một cách hào hứng, một cách to và rõ ràng được. Thông cảm cho tôi nhé. Gốc cây kỳ lạ. Ôi, may quá các bạn ạ. Tôi chỉ sợ là khi anh em quay gần vào mặt của cái gốc cây đó, tự nhiên nó lại kiểu chết người đấy. Ok nhá, thả tim cho video này một phát. Có một cái điều là cái gốc cây này nó lại có cái đầu các bạn ạ. Đấy, nó còn có tóc cơ ạ. Đây này, nó còn tóc. Cái tóc này chắc là người ta gắn vào thôi nhỉ. Tóc là chắc người ta gắn mà thôi, nhưng mà nhìn cái dáng này thì cũng úi rồi ôi, đi vào buổi tối nhá, nên lúc tối lúc sáng mắt nhắm mắt xịt đi, ông nào vớ va vớ vẩn lại đi vệ sinh vào gốc cây này thì thôi, thì thôi luôn đấy các bạn nhá. À quên, tôi có một cái muốn khoe với mọi người. Được không ạ? Mới sắm. Nice. Đang xuất khỏi trái đất rồi nhưng bạn vẫn muốn có một cơ thể khỏe mạnh. Thế này thì chết. Đam mê quá. Đang xuất rồi nhưng mà vẫn tập luyện, thế này thì đam mê quá các bạn nhé. Không biết là ở cái thế giới bên kia chắc là người ta không sản xuất dụng cụ tập thể dục hay là gì mà vẫn phải sử dụng của con người chúng tôi. Xem video thì anh em mình thấy vui thôi, chứ gặp ngoài đời thì chắc là cũng ướt quần đấy. Con dê này nó vừa nâng cấp hệ điều hành hay là như thế nào đấy mà wow. Cái video này thực ra là xem nó rất bình thường nhá. Nhưng mà khi mà tôi xem đến cái đoạn mà nó bắt đầu đi vào cái cánh cửa ấy, tôi cứ thấy nó ghê ghê kiểu gì. Trong lòng tôi tưởng tượng đến một cái viễn cảnh là khi con dê để nó đi vào xong và nó bước ra nhưng không phải bước ra cách bình thường, có thể nó bước ra với một cái gì đó trên tay chẳng hạn. Càng nghĩ tôi lại càng thấy ghê. Tôi thề là con dê này nó đã nâng cấp hệ điều hành rồi đấy, chứ không thể nào mà nó có một cái phiên bản tốt như thế này được nhá. Ôi chết rồi, không hiểu sưu tầm kiểu gì tôi lại sưu tầm được quả video xinh xắn như thế này. Tôi biết là video này có can thiệp vào cái phần mềm chỉnh sửa, nhưng vẻ đẹp của cô gái này là điều chắc chắn không chỉnh sửa. Tôi thấy được cái sự tự nhiên. Lúc đầu tôi thực sự luôn là xem đến cái đoạn này. Đây này. Đấy đấy đấy, xem đến cái đoạn này. Thực sự tôi bị bất ngờ ấy. Không thấy mồm đâu cả. Tôi bảo rồi, xong rồi. Xinh thế này mà không được hôn. Phí. Đấy, phí nhá. Nhưng mà wow quá xinh đẹp đúng không ạ? Quá xinh đẹp, môi rất hồng nhá. Không thả tim người ta sẽ bảo tôi là thằng mất dạy ngay, nên là tôi đã thả tim rồi. Kèm theo đó là một bình luận. Vừa rồi là một vài cái video lẻ mà tôi đã tìm được trong cái quá trình tôi tìm kiếm nội dung cho chuyên mục Tối nay xem gì. Và tất nhiên chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những cái channel có cái nội dung kinh dị. Nó không ghê đến cái mức mà các bạn không xem được. Hiện tại thì vẫn ok nhá. Nếu có cái gì nó quá kinh khủng, tôi sẽ cảnh báo cho các bạn. Ok. À và nếu đã xem đến đây rồi mà yêu thích những video của tôi, hãy ủng hộ tôi bằng cách là nhấn like cho video nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đăng ký kênh của tôi nữa. Tôi sắp đạt được 1,6 triệu người đăng ký rồi. Cái kênh này có tên là Prod S Sulet. Số người follow hơi ít nhưng nội dung tôi thấy khá là hay. Bản chất biến đổi của con người thực tế như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem ở video này.
Wow. Xem cái video này xong tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện có thực. Đó chính là câu chuyện về một người lính. Có hai bức ảnh trước khi anh ấy tham gia chiến trường và sau khi anh ấy tham gia chiến trường. Trông hai gương mặt khác hoàn toàn nhau, bởi sau khi mà tham gia vào chiến trường, cả cơ thể lẫn tâm tính của cái người đàn ông đó hoàn toàn thay đổi. Tiếp theo, nếu là nữ thì sao? Răng hơi vàng nhá. Đề nghị là đi lấy cao răng để có một cái nụ cười nó tỏa nắng hơn. Với cả ngủ sớm đi nhá. Chắc là lại thức khuya xem TikTok nên mắt mới thâm như thế này đúng không ạ? Đây nè. Cái răng này thì chắc chắn là hút nhiều thuốc. Tôi nghĩ là nên bỏ thuốc đi. Thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Đấy. Thế này có phải xinh đẹp không nhỉ? Video này khá là căng thẳng nhá. Tôi cảnh báo với các bạn, khá căng. Người đàn ông này chắc là đã đi ra đường vào cái thời tiết mùa hè của Hà Nội 47 độ C đấy các bạn ạ. Trông thương quá. Tôi có cảm giác cái gương mặt này nó giống như là cái gương mặt mà sau khi anh em chúng ta vượt qua thử thách NNN vào tháng 11 các bạn ạ. Trông cứ héo úa kiểu gì. Trông thiếu. À ừ thì các bạn công nhận không ạ? Thiếu sức sống ấy chứ. Đúng không? Ông nhưng mà tôi phải nói là ông nào mà vượt qua được cái thử thách tháng 11 này thì đặc cấp. Ok, để xem dài đẹp biến đổi như nào. Ok à. Ui, Joker. Joker đầu chọc. Đang đẹp dài như này nhỉ. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kênh có tên là Pisan Stephen, đúng không? 240.000 lượt theo dõi. Tôi phải nói là cái kênh này sở hữu, à không, họ tạo ra, họ sáng tạo ra những cái video kỳ lạ nhưng cực kỳ hay. Ok, xem nhá. Tôi không biết miêu tả nó như thế nào. Nhưng mà đây là những cái nội dung mà chả bao giờ tôi nghĩ và tôi tưởng tượng đến cái nội dung như thế. Xem tiếp. Tôi cứ thấy nó cái dị kiểu gì. Nhưng mà tôi lại thấy rất là hay nhá. Kiểu thế. Nó giống như là người ta có một cái tính nghệ thuật ở trong đấy ấy. Các bạn có thấy giống tôi không? Nó không phải là kiểu kinh dị nhá, nhưng nó dị biệt. Cách mà người dưới đáy xã hội hút thuốc. Tôi nghĩ thế. Chả biết miêu tả như nào nhưng tôi thấy thú vị mà. À ok, xong tạo thành con mắt rồi. Hay. Ở dưới là một viên đá. Thú vị thật. Tôi thích cái cách mà người ta đặt viên đá ở dưới, xong nước nó chảy theo cái viền của cái ly chứ không phải chảy thẳng xuống. Ảo ma thực sự.
Rồi ok, giới thiệu ngắn gọn thế thôi. Kênh này còn nhiều video ảo ảo phết đấy. Nếu bạn nào thích cái kiểu như này có thể vào xem nhá. Ok, kênh tiếp theo 44 đu. Ok, 1,5 triệu. Nhìn vào đây các bạn đã biết nội dung của nó rồi đúng không? Có vẻ như tôi đã tìm được cái nguồn gốc của cái ví hình cái mồm rồi các bạn ạ. Tại sao cái ông Nhật Bản này ông ý lại tạo ra một quả mồm như thế này để làm gì? Thực sự là tôi vẫn chưa hiểu được các bạn ạ. À, tập hôn đúng không? Tập hôn cho nó đỡ ngại ấy. Nhưng mà đây là mồm đàn ông mà. Và đây là toàn bộ bộ sưu tập của ông ý nhá. Chúng ta có ốp điện thoại, chúng ta có cái tai, chúng ta có cái mũi. Ở đây chúng ta có cả ngón tay USB. Tôi nghĩ là nếu như mà tôi có bỏ tiền ra mua cái ngón tay USB này, các bạn biết tôi sẽ tặng cho ai không ạ? Tôi sẽ tặng cho thầy Huấn Hoa Hồng, để thầy có thể làm hình trái tim một cách trọn vẹn các bạn nhé. Làm chỉn chu đến cái mức mà có cả lông. Có cả lông rồi có cả những cái vân ở trên tay này. Xong có cả móng tay. Quá đỉnh. Một bông hoa. Bông hoa da người à? Không hiểu ông nào producer quả nhạc nền dùng kèn đám ma ở Việt Nam đúng không? Rất giống cái tiếng kèn đám ma nhỉ? Nếu bạn thích một phiên bản có nhiều râu hơn. Ngoài nhìn quả môi này, y như thật nhờ. Cái râu thì tôi không nói, cái râu trông hơi điêu nhưng mà quả môi này trông uy tín nhờ. Môi trông thèm đấy. Anh em hiểu ý tôi chứ. Ok, và tiếp theo, nếu như bạn sở hữu quá nhiều vật phẩm của chúng tôi thì các bạn có thể chơi tạo hình như thế này. Oh my fucking... Chịu nhá, chịu. Cái gì? Tôi nghĩ đây là một cái máy chơi nhạc, chứ không phải là cái máy tính. Cái thanh niên này có sở thích cũng lạ nhỉ. Người ta thì bọc da cho ghế ô tô hay là các thứ gì đấy. Đây cũng là bọc da. Nhưng mà tôi cảm thấy thốn lắm. Nên nó có cả mạch máu này. Quá đỉnh. Tôi vừa nghĩ ra một cái thuyết âm mưu là đây hoàn toàn không phải là đồ giả. Không phải là đồ giả. Đây là quả mũi. Ok à, nhìn thẳng thì giống cái mũi, nhìn nghiêng nghiêng thì tôi lại thấy nó giống nó giống cái mà anh em mình hay ngồi ấy. Nó giống cái mà chị em hay dùng để lắc ấy. Tôi vừa phát hiện ra xong làm cả lông mũi luôn. Tiếp theo là anh em mình có một quả bóng chày bọc da hàng xịn. Mấy ông thích kiểu dị dị chắc là thích mấy cái món đồ chơi kiểu như này lắm đấy. Chứ tôi thì chịu. Đây rồi, quả ốp điện thoại thần thánh. Ui giời, lại còn cả cục sạc luôn ạ. Cạn lời luôn. Không biết cậu có muốn mua cái ốp này không ạ? Kiểu như tặng cho bạn gái chẳng hạn. Xong bảo là ok nhá, nếu như em chia tay anh thì đây sẽ không phải là hàng giả nữa đâu. Ui, chơi đấy. Tiếp theo, một phiên bản dài hơn của ngón tay. Làm gì nhỉ? Để ngoáy mũi à? Tôi nghĩ là làm ra sản phẩm này chỉ để ngoáy mũi thôi. Nếu như người ta không muốn bị bẩn tay. Gì đấy? À, con dấu à? Sư phụ, không biết là ngài lấy ra những cái ý tưởng này từ đâu, chứ tôi chỉ muốn gọi ngài hai tiếng sư phụ. Quá đẳng cấp. Ok, và đó là những video trong kênh 44 đu mà hôm nay tôi đã giới thiệu cho mọi người. Và tôi nghĩ là video này tôi cũng sẽ kết thúc ở đây thôi nhá.
để tôi kiếm thêm những cái channel dị dị khác và tôi sẽ quay thêm cho mọi người nếu như mọi người thấy thích cái chuyên mục tối nay xem gì. Theo cái chiều hướng là nó sẽ có những cái nội dung nó hơi ghê ghê một chút, không phải là những cái video ma, dọa ma, kinh dị, nhưng nó sẽ là những cái video mà nó khiến cho chúng ta phải suy nghĩ và nó phải khiến chúng ta liên tưởng. Tôi thấy nó khá là hay và nó cũng không phải là theo cái kiểu dọa dẫm chúng ta lắm. Ok, và tôi hy vọng là các bạn cũng sẽ thích những cái nội dung như thế này. Và nếu có thích thì ủng hộ tôi nhé, bằng cách là nhấn like cho video và đăng ký kênh Popro để giúp tôi sớm được 1,6 triệu người đăng ký. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn xem video của tôi. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.